Ở Hà Nội, xin chào các bạn ở Hà Nội nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với một quán kem có cái tên rất yêu La Milana, đối diện ngay Vincom Bà Triệu nhé. Ngoài kem thì quán còn có bán rất chi là nhiều loại bánh ngọt, bánh gato nữa. Quán có hai loại kem là kem ốc quế hoặc là kem cốc giấy với 3 size S, M, L lần lượt với mức giá là 45k, 59k và 80k. Mình gọi 3 cốc size S để thử được nhiều vị thì thấy ngon nhất là kem cheesecake xoài. Kem rượu rum nho thì khá ổn thôi, còn kem dừa sốt xoài thì hơi ngấy nhá. So với mặt bằng chung mấy quán kem ý xịt kiểu này mình từng ăn thì không đánh giá cao ở đây lắm. Kem khá là nhanh chảy và vị thì không mấy đặc sắc. Nếu có dịp khác mình sẽ thử thêm các vị xem sao. À, ai muốn mua kem hộp để mang về cũng có luôn nhá. Ngoài ra thì quán còn có một số loại nước nữa giá khoảng 45k đến 75k một cốc. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau và nhớ follow ở Hà Nội nha. Yêu!